Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là tạo ra cái trang 404 ha, và trang 500 có nghĩa là trang mà quay trở về lỗi khi gọi là quay trở về cái nó sẽ hiển thị cái lỗi, nhưng mà nó sẽ gì, nó sẽ redirect về cái một cái trang mới ha, là không có xuất hiện mã code ra. Thì ví dụ như mình có một cái đường dẫn như thế này, mình đánh đại một cái root mà không tồn tại ha, mình đánh đại một cái root không tồn tại, thì khi mình enter đó thì nó sẽ quay về cái trang custom của mình. Thì đây là cái trang custom ha. Đó. Rồi, ví dụ như các bạn xem chuyện đi. Thì lỡ một cái mình xóa cái slot chuyện này đi và cái slot chuyện này không tồn tại. Ví dụ như cái slot chuyện này không tồn tại thì mình enter. Đó. Thì ở đây nè, khi mình chưa custom nó hiển thị ra nguyên một cái gì? Nguyên cái bảng code của mình ha, cũng như là những cái sụt của mình ha, cái sụt code của mình, code thì nó cũng không hay cho lắm. Đó, không hay cho lắm. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Bây giờ cái việc đầu tiên á, các bạn sẽ mở lại cho mình cái sụp cái file envelope nè. Nó có một cái dòng mà app debug ha. App debug có nghĩa là hiển thị lỗi khi mà khi các bạn code ha, thì true có nghĩa là nó sẽ hiển thị lỗi ha. True là đúng ha, có nghĩa là nó cho phép hiển thị lỗi khi mình đang ở chế độ là phát triển ứng dụng, để mình biết ở lỗi chỗ nào mình sửa chỗ đó ha. Thì khi các bạn đổi thành false, khi bạn đăng lên hot ha, khi bạn đăng lên hot thì các bạn phát triển xong rồi, khi bạn đăng lên hot thì mình chuyển thành full, thì khi mình đánh một cái đường root nè, đó nó sẽ trở về cái trang 500. Đây là cái trang custom rồi cho nên nó trở về cái trang này, còn các bạn sẽ nó sẽ trả về cho mình là cái trang trang 500 ha, trang 500, trang trắng trang 500. Rồi ví dụ như xem chuyện nè, mình lại xóa đi ha, mình lại xóa đi, đây là cái đường root không tồn tại ha. Rồi thì nó gì, nó vẫn quay về trở về trang dài này. Thì cái này mình custom rồi ha. Thì một á, là các bạn sẽ hiển thị ra cái trang 500, hai là các bạn hiển thị ra cái lỗi luôn, thì đó là nó không hay ha, mặc dù mình đã chỉnh cái này rồi. Thì ở đây các bạn sẽ mở lại cho mình cái sụp, sau đó các bạn mở lên cái git bash cho mình cái sụp ha, git bash cho mình cái sụp, sau đó các bạn chạy cho mình cái đoạn code này. Thì cái đoạn code này á, nó sẽ ứng dụng cho từ cái bảng 5 tới bảng 8 trong Laravel ha. Thì ở đây mình sẽ có cái đoạn code như thế này. Đó. Copy ha, các bạn, mình copy ha. Sau đó mình bắt ra đây. Thì cái đoạn code là php application là vendor public ha, nó sẽ public ra cái dòng code là Laravel Oracle ha. Đó là Laravel, các bạn chạy cho mình cái dòng code này, các bạn enter ha. Thì nó sẽ là copy được ha. Đó, copy đã copy về directory ha, đường dẫn gì? Đường dẫn exception exception này. Exception là phát hiện lỗi ha. Đó, view đến nè, đến gì, đến trang view euro này. Thì các bạn sẽ mở lên cho mình cái resort view, nó sẽ ra một cái trang, nó sẽ ra một cái đó, nó sẽ ra một cái euro như thế này ha, nó sẽ tạo cho các bạn một cái folder euro như thế này ha. Đó, folder phát hiện lỗi nè ha. Thì khi bây giờ khi các bạn enter một cái lại bốn, cái này mình custom rồi ha, nó sẽ cho mình là 401 nè, 403 nè, 419, 429, 500 nè, 503 nè ha. Ở đây nó có rất là nhiều ha, này có rất nhiều, nhưng mà gì, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho bạn. Ví dụ như ha, ví dụ như các bạn chưa có gì ra folder raw mà nó ra được những cái file này á, thì ok, không có chuyện gì xảy ra cả ha. Bây giờ là public insert view rồi raw đó. Thì khi nó ra như thế này thì cũng chẳng có gì xảy ra cả ha. Đó thì là ok, các bạn chạy đúng ha. Còn ví dụ nó không ra như thế này, mình xóa luôn. Ví dụ như nó không ra, nó cũng chẳng ra cái folder row như thế này luôn ha. Nó chẳng ra cái row như thế này, sau khi mà các bạn chạy dòng lệnh ví dụ vậy ha. Ví dụ như các bạn chạy dòng lệnh nó cũng chẳng ra gì hết. Đây. Thì các bạn sẽ tạo cho mình là cái. Rồi, thì sau khi các bạn chạy dòng lệnh xong rồi ha. Đó là bây giờ mình sẽ là folder euro ha, mình sẽ tự tạo luôn ha. Các bạn phải tạo đúng tên ha, euro có s nha, phải tạo đúng tên đó, tại vì cái code trong cái hệ thống của Laravel là nó sẽ gì, nhận cái folder euro này đó. Ví dụ như khác tên thì nó sẽ không hiểu, cái đoạn code nó chạy không đúng ha. Đó rồi sau đó mình sẽ tạo hai cái file. Bây giờ sau khi mình xóa nè, bây giờ mình sẽ refresh lại nè. Đó thì cái của bạn, các bạn mà chưa có gì, chưa có trang á, chưa có plate á ha, thì nó sẽ thường á, thường nó sẽ ra như thế này ha. Đấy.
Bây giờ mình sẽ tạo một cái trang mới, gọi là trang 500 đi ha. Thường mình sẽ sử dụng hai trang này là nhiều ha. BFP. Rồi. Sau đó là trang 404.flat. Thực chất ra nó có nhiều cái cách để làm cái này ha. Có nhiều bạn chỉnh trong cái file exception exception handler trong đây ha. Add cái đoạn code vào thì nó sẽ quay về ha, nó sẽ tự động nó tính toán cho mình ha, để quay về trang 404 trang 500 ha. Rất nhiều cái mã code ở trên mạng cũng như ở trên Stack Overflow ha, nó hướng dẫn cho mình. Mà cái cách này trong Laravel là đơn giản nhất và cũng tiện dụng nhất luôn ha. Đó, là trang 404 như thế này. Hai trang này hiện tại là mình để trắng đi ha, để trắng rồi các bạn enter này. Thì nó sẽ thấy nè. Đó, thì trang này hiện tại không hoạt động nè. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ nào, bây giờ mình thử ha, mình thử cho hai cái dòng code như thế này. Đó, nó sẽ quay trở về như thế này nè các bạn. Nếu mà nó xảy ra lỗi ha, nếu mà nó xảy ra lỗi. Đó, nó sẽ quay về như thế này. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ code thôi, mình sẽ code thôi ha. Thì cái trang này các bạn đó, khai báo cái HTML đầu tiên nè ha, khai báo cái document HTML nè ha. Đó, thì cũng dễ thôi. Rồi, thì các bạn cho cái CSS hoặc Bootstrap gì đó vào đây cũng được. Ở đây mình để là trang 500 ha. Trang 500. 500 € đi, ví dụ vậy. Euro ha. Rồi, ở đây là 400. Cái này title của cái này HTML cơ bản ha, cũng không có ấy nhiều ha, giải thích nhiều. Rồi, ok, 41. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thử refresh nào. Thì các bạn sẽ thấy nè, đó, hiện tại mình chưa có nè, trang 4, 404 € nè ha. Rồi, thì bây giờ mình thử coi một cái root không tồn tại coi nó quay trở về trang gì. Nó trở về trang chủ, ha, trở về trang chủ rồi mình xem chuyện. Rồi, trang 500 nè. Ok ha, trang 500 nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ nè, mình sẽ custom cho cái trang này. Thì custom cho nhà này thì tùy các bạn custom thôi ha. S mình sẽ cho một cái hình ảnh mình làm đơn giản thôi các bạn. Thì cái trang này nó cũng không có gì là quan trọng hết ha. Nó quan trọng đối với sale thôi, còn còn để hiển thị lỗi thôi ha, hiển thị lỗi không trang không tồn tại thôi ha. Vui lòng quay về trang chủ ha, trang chủ. Rồi, thì ví dụ như cái trang chủ này các bạn đặt cho nó một cái h-grep. Đó, cái này cái đường dẫn ha, các bạn đặt cái đường dẫn nào cũng được ha, vui lòng quay về trang Google hay là quay về một cái trang nào đó ha. Còn cái hình ảnh thì rồi bây giờ mình sẽ thử refresh ha. Rồi, trang 500 mình cũng làm y chang vậy luôn, hình ảnh mình copy qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ refresh ha. Đó, thì đây là một cái trang độc lập các bạn ha, nó trang độc lập, nó không giống như những cái trang flat như thế này, nó không giống như cái trang flat như thế này. Nó sẽ attention ra những cái layout của mình ha. Đó, những cái content, những cái layout, những cái slide đó. Cái này là hai cái trang độc lập. Thì các bạn muốn viết cái gì cũng được, các bạn muốn cho CSS gì cũng được, các bạn muốn cho JS gì cũng được ha. Rồi, thì cái hình ảnh này thì các bạn có thể là sale một cái hình ảnh vào cái trang public ha. Trang public email cũng được ha, cho một cái hình email vào đây. Để gì không thôi thì các bạn cũng đơn giản hơn nữa nè. Đó, đơn giản hơn nữa là các bạn tìm một cái hình ảnh nào đó ở trên Google email ha. Ở đây mình ví dụ như mình để một cái trang trang này đi ha. Ví dụ như cái trang này đó, các bạn sao chép gì nè, lưu hình ảnh vào public nè, sau đó các bạn dẫn access về cái đường dẫn public ha. Đó, rồi xong sao chép địa chỉ hình ảnh nè. Cách đơn giản là sao chép địa chỉ hình ảnh của gì, của cái trang của người ta ha, của trang người ta đó. Sau đó các bạn gì, các bạn sẽ bắt vào đây. Rồi các bạn, đây là cái trang đường dẫn hình ảnh của người ta nè. Đó, bằng cách coi lại nè. Đây. Ok ha. Ở đây thì sau đó các bạn sẽ mở lại cho mình. Đó. Thì ra cái hình ảnh nè, cũng là bốn nó thao nè.
Thì cái hình ảnh này nó mất, trừ khi gì cái trang gì cái trang của người ta không tồn tại, hoặc là cái đường dẫn này không tồn tại, đường dẫn ảnh này không tồn tại, thì cái gì cái hình ảnh nó mới mất thôi ha. Nếu mất thôi thì các bạn để yên tâm hơn thì các bạn save vào cái sổ của mình luôn ha, rồi dẫn cái hình ảnh về để nó đỡ bị lỗi hơn ha. Rồi còn cách này thì cách làm nhanh đó. Thì cái trang 500 thì các bạn làm tương tự ha. À đây, đây là cái trang 500 à, vậy mình copy cái dòng này qua trang 404 ha. Rồi rồi cái trang 500 thì mình sẽ cho một cái hình ảnh khác đi ha, 500. Rồi đây, hoặc là một cái này à. Hoặc là các bạn không cần phải cho hình ảnh cho 500 này cũng được ha. Để là 500 euro đi ha. Not found. Hay. Rồi ok, nó found hay ha. Ở đây sau đó lại refresh nè. Đó, nó sẽ như thế này. Vui vòng quay về trang chủ. Thì lít cái nó quay về cái trang chủ của mình. Thì à đây là hát rep rồi, con này hát rep rồi. Để cho ví dụ như cái này các bạn cho một cái thẻ H5 đi. Ok, là đây lại trang chủ đó.